Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng côn đồ chém bạn nhậu vỡ đầu trong đêm Giáng sinh, xuất phát từ việc mời bia nhưng không uống. Hai đối tượng gồm Trần Văn Vinh, 27 tuổi và Nguyễn Văn Phúc, 23 tuổi, cùng trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà. Trước đó, trong đêm Giáng sinh 24 tháng 12, anh Bùi Lê Anh Trí, trú quận Hải Châu, có đến một quán nhậu trên đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà để vui cùng nhóm bạn. Vinh mời bia nhưng anh Trí nhất quyết không uống. Vinh cố ép thì bị Trí và nhóm bạn của Trí dùng vỏ chai bia đuổi đánh khiến Vinh bỏ chạy. Đến khuya, Vinh rủ thêm 3 đối tượng, trong đó có Phúc quay lại quán nhậu để trả thù. Nhóm này đã dùng dao, gậy 3 khúc, vỏ chai bia đánh Trí và anh Huỳnh Văn Vũ, bạn của Trí bị thương tích nặng. Hiện công an quận Sơn Trà đã tạm giữ Vinh và Phúc về hành vi cố ý gây thương tích, đồng thời truy xét và làm rõ các đối tượng khác có liên quan.